Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chiều nay ba chú cháu đi đi câu cá nghe cả nhà. Cá gì con? Cá gì? Cá gô thia. Cá gô thia với cá gì nữa? Dạ với cá gô đồng mình nè. Gì đó hả? Dạ với thác lát nữa. Gì luôn hả? Dạ. Ba bốn đứa luôn hả? Ba bốn luôn. À ok. Nhiều loại lắm. Ừ. Thôi dạ. Như ba chú cháu mời cả nhà cùng đi câu với ba chú cháu nha. Đi thôi. Dạ. Rồi đi câu thôi. Mới mua xong này chắc cá dữ lắm á. Chỗ này im quá im. Im không? Im. Bỏ xuống dứt luôn nè. Lượm. Cá gì? Cá gô đồng, cá gô đồng. Ừ. Ôi ơi dưới là chuối. Dưới là chuối. Ê, ơi, ơi. Vô đưa xác ơi, chuối. Đưa xác vô đưa, cho cả nhà thấy cái. Ôi tàu chuối. Im. Giữa để xuống ăn liền vậy. Cũng không to hung cả nhà nhưng mà cái này ăn được rồi. Mình câu qua mồi đó còn mồi gì con? Dạ mồi dế. Mồi dế hả? Này còn dế như này nữa nè. Hey. À. Cái gô đồng nha mọi người. Ok. Im. Rồi. Ôi trời, cũng gì chứ. Ê con kiểm tra cái lưỡi nó bén không sao mà. Lưỡi im lắm mà sao kỳ ta. Ừ. Ê con gặt ngang á thằng nào mày, con gặt ngang á. Cá bự quá bự rồi. Bự hả? Bự. Ừ. Con kéo gỉ phao phao cũng kéo. Con gặt ngang chứ con đừng giật bổng lên, con gặt ngang qua chú hoặc con gặt ngang mấy bên kia. Yeah. Rồi. Đi đâu rồi ta? Từ từ. Hỏi biên cá trời uống chứ. Ừ, chú này con giật con cá đó nặng hơn cá nãy. Thì để con đổi lại nè. Cá gô phi, cá gô biển. Cá này hơi nhỏ. Ừ, ú ha. Dạ. Nhỏ mà nó ú. Nào hồi giờ mình làm món gì ta? Chiên mình chiên xù đi ha. Chiên xù, chiên xù ăn cái da nó cứng lắm. Chiên sao? Giờ vô mình bằng ra mình chiên ấy đi, mình ốp mình chiên, ốp xả mình chiên đi. À. Chỗ yên quá là bỏ lại thử ăn đúng không? Lâu rồi. Ăn con một nhát rồi. Nhát rồi. Không bỏ chỗ này không ăn nữa, mình về đi chỗ khác. Ừ, về bến nè. Mình xảy hai ba cái nhát rồi. Ừ. Nhát rồi. Cái thấy cái phao màu á nó lên nó rỉa cái đồng tông. Đi chú ơi, đi rồi bến chỗ khác ha. Dạ. Cái này ăn yếu quá. Đây. Đây nhiều chỗ bỏ mà. lâu dính cá bự. Tập bụng ơi. Cho nó biết mình ở đây có mồi á chạy ra nó ăn. Ừ. Lâu ăn quá. Ôi, ghê. Cái này mới gì nè. Có gì? Cá gô biển. Biển đây. Bỏ ăn thử này. Nghe đông đậm. À,
là cá rô biển nữa. À, không 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 đâu ha. Dạ. Còn câu bến lâu lâu chút rồi nó sao? À, dạ. Câu bến lâu lâu chút rồi nó có cá bự lên. Phải phía nay trời đừng mưa, phải đừng trời đứng mưa mình nướng ăn ngoài bào luôn ha. Dạ. Anh em mưa quá. Mới mưa xong. Ừ. Ước hết trơn không có gì để mà tạo lửa nữa vậy. Ừ. Nhát cái gì đi chỗ khác cái gì. Từ từ. Nhưng giờ bến này. Giờ bến. Dài quá lỗ này. Giờ bến. Dũng cho đồng động rồi. Dạ. À, hồi xưa chú câu cát lát là đập Dũng gì không á? Dạ. Lát đi chơi vàng. Bữa bên kia câu để xuống ăn để ăn câu chỗ mười mấy con. Dạ. Hả? Đó là chịu ăn thấy ham ha. Dạ. Để xuống ăn để xuống ăn. À. Mưa tới rồi. Ừ. Không ăn nè. Rồi tiếp tục nhầm đi về tới. Ừ. Tiếp tục về bến. Mưa tới nè. Mưa. Này mà không có chốt hồi nãy tầm bốn ăn dữ lắm ạ. Ừ. Này không có chốt. Có chốt hồi nãy giật đá luôn. Chốt giật im luôn ha. Dạ. Ngọc cũng đó nè, sao nó lại này ăn ta. Ôi ghé ghé ghé. Ghé là nó chuẩn bị đớp rồi. Như đớp mồi. Phải ghé đi đâu nè. Ngại lên hình cái gì nó không dám ăn. Biết mắc cỡ nè ha. Biết mắc cỡ. Lụm. Ôi. Để gì vậy? Con. Dính ra muốn rồi. Từ từ con kéo lên từ từ. Còn dính đấy. Đó, 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 quậy quậy. Ôi im. Còn đầu dính còn muốn thấy vậy chứ. Đây. Cái con biển nữa. Ok. Rồi đợi nó ăn nữa. Vậy thôi. Chờ đợi là hạnh phúc mà. Ủi căng quá. Mũi nào nấy vậy thòn à. Mũi U Minh thì im rồi. Dễ thương lắm. Dạ. Đó nó ghĩa nè. Chú ghĩa nè. Chú thấy nó ghĩa đó nè. Cái ghĩa nó hử hử em mời thơm không? Sao ta nãy nhớ con xịt dầu thơm rồi mà. Nãy mới xịt dầu thơm vô cái con mồi rồi. Chứ đâu có hôi đâu mà. Nhưng nó ghĩa nó thơm nó không ăn ta. Dạ. Nó không ăn mà mũi mấy mũi ăn quá trời ăn rồi. Ừ. Thôi đi nữa chú ơi. Ok. Đi thôi, đi kiếm chỗ khác câu tiếp tục. Bến con hai con thì cũng im rồi. Bến hai con là mình ấm rồi. Nè mấy cái thơm này nè, nó chuẩn bị ấy nè. Khoảng năm nữa là nó có trái. Nó không có gai nữa hả? Dạ nó không có gai. Ừ. Đó giờ nó thơm thơm. Dạ. Chú mới biết luôn á. Dạ. Thế nó cái nhánh nó đâu có gai đâu ta. Nè nó ấy à. Ừ nó chân lùi vậy. Nó chân lùi à. Nè. Nó không có gai gốc vậy. Ừ. Rồi đó giờ nó nghe. Dạ. Trái thơm nghe cây thơm cái đâu có biết đâu. Hôm nay mới biết này. Đó đó gai nhóc vậy. Rồi nó cũng mắc khóm như mắc khóm nhưng mà cái dạ. cây mẹ của nó là không có gai như cây khóm. Dạ, nó bự gấp đôi chứ khóm. À. Mà cái cây nó ra cũng như giống như cây khóm nữa. Ừ. Cây khóm thì nó có gai. Ừ. Con này không có gai. Vô đây cầu thử. Nó ghẻ. Ừ.
lượng. Nó bự hết cái bự rồi. Ừ, nó lội vậy đó. Lóc, lóc. Giờ quán chính ta. Sĩ ta. Kìa. Cái bài của ba cái á. Cái bài của cứ. Mưa nữa rồi kìa. Mưa, cái này mưa lớn hơn nãy nè. Ừ. Dạ. Kì ấy. Thế. Cái kì á. Không sao. Tán dựng cái này mình buộc con mồi khác. Dựng nghe dây hững luôn à. Thôi chìm hao á, chú thấy chìm hao không? Chìm luôn nè. Lôi lúc dưới luôn á. Ừ. Thì chiếc này con cho lôi thử coi. Thử rồi lôi tới đâu hả? Ừ, thử đi lôi tới đâu coi. Dạ, lôi rồi, đó lôi rồi, thấy gõ gạc không? Ờ, thấy ạ. Giật nè. Lụm. Dịnh. Cá gỗ. Cái gỗ động như cái nhà. Hên quá. Im. Nãy giờ chứ nó ăn mồi ba không còn nữa. Vậy gì nữa. Nhìn này. Để coi còn đồng bọn nó ở dưới không? Để đâu thoát mấy em. Coi dưới còn mà thấy không? Ừ. Im. Dùm lại cho dễ thấy, đó, thấy rõ rồi. Vì là nó phá mộng, đó. Ôi, nó nữa đó con ơi. Chứ không ai hết trơn, hắn nữa rồi quá. Nữa hết cho đâu. Đó, lôi chìm phao nữa rồi, đó. Nổi rồi. Nè, dễ lôi chìm rồi, thấy không? Con gặt á, con gặt ngang, con được có gì dở lên. Con gặt ngang á. Để con gặt ngang thử. Ừ, gặt ngang. Nghe ăn thật tức thì chứ ăn mà giật không dính là buồn á, vui á, tốn biết nhiều mồi á, đừng có mồi à. Đi từ từ lỗ riêng quá. Đi từ từ cháu cũng lỗ, cái lỗ riêng quá. Nó không dính, con giật kiểu nào nó không dính kỳ chứ không biết. Cá không biết có bộ phép gì không mày. Lẽ ngậm mồi con lôi đi nó không ăn. Mấy rỉa rỉa thôi. Cá này chỉ kỳ quá à. Khùng thế. Chứ này cho nó lôi đã luôn. Cái này câu dở luôn, luôn còn nghĩ dựng á. Dở từ từ lên thử. Đi đâu luôn mà thấy no luôn ấy vậy. Rồi, nó dở đó, vừa rồi. Con dĩa con ơi, con dĩa, hết rồi. Con dở luôn, ngủ không giật luôn á. Ừ. Dạ. Ôi, không dính. Ủa gì ta? Nãy giờ con thấy 7 năm mồi cái chục con rồi á. Ừ. Mồi thấy im quá ha. Quá gì im luôn. Nhé nào nhé nấy nó bự tới con. Giờ ăn dài tới ngày con mà giật hỏng hỏng dính nhiều ha. Dạ. Này dựng dính nó chứ dời quá nữa quá. Dời bến đổ. Với bến này dựng dính dựng rồi hết hết một mồi luôn. Nữa gì vậy? Còn ấy, còn con. Còn le le. Le le dịt nước bồng bồng. Con cua, con ghẹm, con cầm, 6 con. Có con dĩ giả chết hay lắm. Bắn mình đi bắt nó là nó giả bộ nó chết, nó xỉu ngang vậy. Dạ yeah. Ừ, mình lại hiểu hiểu chết rồi. Cái đầu mình bỏ đi cái để dĩ chạy khói đen không. Dạ yeah. Chết hay lắm. Khùng vậy hả? Dạ. Cái thấy mình ngã ngãn chết à. Ừ. Tới giờ mình đi cái đảo sóc dĩ chạy à. Khùng dữ lắm. Giờ bến nha. Giờ bến chú ơi. Này mình thấy không có khả năng dính rồi. Cá nhỏ quá. Đi thôi. Thấy con lửa bãi nào im thì im à. Ừ. Cháu mình câu bãi hai nữa. Cháu mình vô làm đồ ăn cơm. Đây. Đây bãi này quá im luôn.
Ở này nó im chú. Có cá hộp luôn hả? Dạ có, mới cá hộp mới đẹp. Cái im ở đây, đi sao đây? Đó 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 đó. Điều quá mà không sao đây. Ê, phải hả? Ơi. Đợi mày lâu lắm rồi á. Ê, cái gô biển nữa. Ok. Vậy có công ngày xin mày sắc có ngày thành sà beng lỗ lộn luôn á. Mày sắc ngày thành thành kim mà. Đó cô dạy sao cứ giờ chữ nghĩa đọc từng bộ lắm nhỉ? Đó, đó, đó. Nhất. Đủ hả? Đủ luôn à? Đủ ai à? Ừ. Ờ. Hey. Gô biển. Nãy những cái gô biển hơi nhiều á. Có hai cái gô đồng kìa. Rồi mưa lớn luôn rồi. Mưa to rồi. Mình nấp mưa. Còn phần Nam là không nấp mưa. À. Trời ơi, nó nhả luôn rồi. Bắt được rồi. Trời ơi, ăn không giật rồi, tới nhả mới giật. Thiệt là tình. Đó nhìn mây gió không. Coi hồng mưa rơi trúng rồi. Né. Giật không đẹp. Trời, mướn ăn lại cái nữa trời. Giỏi ăn lại thử cái này. Cái này mướn nữa đó hả? Mướn lại đó hả? Cái giỏi ăn thử cái này. Mướn luôn á. Ừ. Ê, trời ơi. Đây nữa rồi. Ừ, nháp cái sổ của mấy chàng không xé hoài nha. Xé nhiều lắm rồi á. Bắt được buồn tiêu chính luôn. Có buồn chứ chính ăn được chưa, ăn được chưa? Chứ ăn được á. Ok. Mời 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 cả nhà ăn 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 chú với mấy 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 chú cháu nha. Chú chắc giờ chỉ gọi đúng sót hay gì đó, sao còn buồn nhá không biết. Rồi bây giờ nãy giờ hai chú cháu cũng mấy chú cháu cũng đi câu nhiều rồi, bây giờ về cả nhà về thôi coi. Dạ. Đi, về. Rồi. Nhanh lên em lẹ vô để dắt bu á. Ơi trời trời sư phạm giận nói nha. Sư phạm gì giận nói sư phạm mà với uống năm góc á. Rồi thành vả của ba chú cháu đi câu rồi cả nhà. Thằng cháu câu giỏi không? Cá gô đồng, cá gô biển, cá sắt lá. Ồ. Hả? Vậy mấy chú cháu làm muối xả chiên rồi hồi mà cả nhà cùng ăn ha. Rồi cái mâm cơm của ba chú cháu chịu đi câu rồi. Và cá cháu chiên cá xong. Bây giờ mời cả cả nhà cùng ăn cơm với ba chú cháu đi. Đây là cái gù biển không? Dạ. Mời cả nhà. Có chiên với có chiên xả, nước mắm với dưa leo, ba món. Ớt xả thơm ha. Nãy ớt hơi ít xả. Nhưng mà cũng thơm rồi. Thôi. Ngon không con? Mời cái nhà nha. Mời cái nhà nha. Cá đồng chín hiệu luôn.
ngớt rồi vui. Cho cái cay được chứ. Quá sợ cả. Duy nhất rồi. Cháu nó câu dính được con cắt lát mập. Ở cả nhà thì cũng giỏi lắm á. Thằng trời mưa quá. Dạ. Mưa ướt mình nha. Ừ. Ăn bánh vô ta, ăn đi con. Ở cái nhà ăn với mình miếng nha, đi lâu. Mới ăn miếng gì ra nè. Mới nhà ăn cá nè. Này ăn nguyên con với ít quá xương mà ăn đủ. Ăn cho không, không ngọt. Mở cái nhà ăn cá xác lắc, còn một mấy cháo nhựa lên cho mình luôn. Nãy hơn vô giật dính. Nãy dính vô luôn rồi mà thấy im quá em bỏ để nó ăn. Lấy một con bò tôm ra ăn chứ. Mọi người ăn vô miếng dưa leo nè. Rồi bây giờ ba chú cháu mình chào cả nhà ha. Ở nhà video cũng dài dữ à. Bây giờ cả nhà mình xin phép chào cả nhà ha. Ba chú cháu ở nhà cũng lâu vậy à. Rồi bây giờ để mình gác lại để mình cho ba chú cháu ăn tiếp. Xin chào cháu nhà.